Chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ sửa chiếc máy hàn này nhá. Chiếc máy hàn này có một cái bạn ấy đem tới, bạn ấy nhờ mình sửa với cái lỗi bạn ấy bảo ấy, đó là nó không điều chỉnh được dòng hoặc nó thế nào đấy. Thế là bạn ấy đã đi mua bo dao động khác thay nhưng về vẫn bị vậy nhá. Thấy bạn ấy nói thế thì mình hỏi là bạn là thợ hay không mà thay được cả bo dao động. Bạn ấy bảo là em chỉ là amateur. Đem đến cho mình một vài lần nhưng cuối cùng mình không có nhà, mình không có nhà thế là nên là mình phải điện cho người nhà, cụ thể là ông anh trai mình nhận hộ nhá. Nên video này mình sẽ sửa nó, nhưng mà để mà sửa nó thì bây giờ mình cứ tháo ra để xem bạn này hay như nào là một, và xảy ra test thử xem như nào, xem lỗi nó như nào. Mình không nhớ lỗi thế bảo là không điều chỉnh được dòng hàn hay thế nào ấy. Đã thay bo dao động rồi nhá. Tự mua thay ấy, các bạn. Bây giờ chúng ta cứ vào internet super ấy. Chúng ta đánh bo dao động hoặc thứ là chúng ta thấy có hình ảnh là chúng ta thấy có hết ngay. Nói chung là máy hàn điện tử, linh kiện điện tử bây giờ cái gì cũng chúng ta cũng có thể mua được trên internet các bạn ạ. Có khi người cũng mua được đấy các bạn ạ. Đấy, bo rất mới. Rất mới và đẹp. Đây. Đã thay bo này rồi nhá. Mọi người nhìn nhá, đó, bạn ấy đã thay cái bo này rồi này. Nên bây giờ là không phải là bo đấy nhá, mọi người nhá. Bảo là không điều chỉnh được dòng hàn hay thế nào ấy. Đấy, SG3525 này, 31CA3140 này. Bo này thì mình toàn sửa thì mình chưa phải thay bao giờ, mua bao giờ. Đó, ok đấy. Mọi người ạ. À, thay ngon đấy các bạn ạ. Đấy là cũng hàn đẹp ghê đây. Mọi người để mình soi nhá. Nhiều người tháo ra nó đứt hết mạch ấy. Thì mình soi thử xem là bạn này hàn có chuẩn không nè. Nó có chạm chập ở đâu nữa không. Đây là bên trong tụ tiết cũng động chạm minh tinh trong kia nữa rồi. Đây là chỗ kia bị đứt nên là hàn dây à. Cũng phải soi lại đấy các bạn ạ. Nhưng mà là con này à, tích vẫn còn. Và không điều chỉnh được dòng hàn hay cái gì ấy. Thế bây giờ tóm lại là bây giờ mình cứ ra mình hàn thử lại xem thì hàn thế nào, xem thế nào nhá. Đây này có ghi ngày sáng của ai sửa đây, cứ kệ thôi. Chứ cứ ghi viện thử phát á các bạn nhá. Nhưng mà máy hàn này dòng ăn đến tận 230A mà dùng cái phích điện có 10A này thì không thể chơi được rồi nhá. Phải bảo người ta thôi. Để người ta thay cái phích điện khác. Mình ghi điện nhá, xem nó thế nào. Đấy, chạy luôn. Công tắc đã đỡ đấu trực tiếp à? Công tắc tháo thì mất rồi. Công tắc không còn sử dụng nữa các bạn nhá. Thì đang ăn 20 mấy W kia thì làm sao mà chạy được các bạn. Đang ở chế độ tích, bật sang que nhá. Cũng thế, vẫn thế. Như này thì không có điện áp hàn ra nhá mọi người nhá. Mọi người ạ. Bởi vì tại sao mình nhìn cái đồng hồ ăn này, mình nói rồi nhá mọi người nhá. Với cái dòng máy hàn chạy móc phét này khi ở chế độ này thì là nó phải ăn đến tận 6-70W cơ, 5-60W chứ không phải 21W, 21W chỉ là cái quạt nó mát thôi, nên là phần điều khiển thôi, nên nó đang chưa chạy các bạn ạ. Nên là điện hỏi khách nhá. Anh Vũ Kiên, anh đang sửa cái máy hàn cho em ấy. Vâng, vâng. Cái máy hàn này thì đầu tiên bị bệnh gì? Là nó không hàn được que nhé. Không hàn được que nhưng hàn tích được không? Vâng. Đấy, cũng hàn tích, nó hàn được nhưng mà nó yếu lắm. Sau đó này em thay bo dao động thôi gì? Đúng rồi, sau đó em thay đúng bo. Bây giờ này anh thử thì nó chả có điện áp hàn ra thì làm sao mà hàn được? Vâng, đúng rồi đấy anh. Thì đầu tiên em là thợ part time thì em cũng tự thay, em chỉ nghi ngờ thôi, bo điều khiển đấy. Vì là em thay mà em thấy nó như tình trạng như cũ. Tình trạng như cũ á? Vâng. Nhưng bây giờ nó có điện áp hàn ra đâu mà hàn được nữa. Nhưng mà trước là của em là hàn được hay như nào? Nhưng mà chập tròn hay như nào? Trước là không hàn được. Thôi tóm lại là bây giờ là em thay được bo rồi đúng không? Vẫn bị như cũ gì, không chạy được cái gì. Chính xác, bị như cũ. Nhưng bây giờ là con này em sửa là chạy cả que hay tích hay là chạy sửa một cái thôi? Que thôi. Sửa que thôi nhá, bởi vì tích con này nó anh thấy nó đứt. Ai rút riết lằng nhằng rồi, thôi anh sẽ chuyển ra chỉ hàn chạy que, hàn que thôi nhá. Cho nó nhanh chứ không bây giờ nó lằng nhằng lắm, để phục hồi tích nó lằng nhằng lắm. Bởi vì anh thấy cái phần tích của em chả động gì cả. Vâng, anh. Ok nhá, được anh điện cho. Vâng, ok. Đó, phải nói nếu mà khách mà phục hồi cả tích nữa thì mình cũng phục hồi được, nhưng mà hơi lằng nhằng.
các bạn ạ, bởi vì mình thấy rắc họ cũng cắt xứ hết ra rồi, tích còn kết nối được nữa đâu các bạn. Cái cò tích này này đi vào đây, sau đó đi lên trên thì cũng đã bị cắt rời tháo hết ra rồi. Đó này là bỏ tích nhá. Hàn que cho nó đơn giản, hàn que thì buồn cười, đây này cũng hàn cũng lối lại này, cũng xem video cũng lối lại cái này 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 để coi như bỏ cái lệnh ở dưới sao này. Bây giờ mình sẽ phục hồi ở trong một kết quả xem lý do tại sao mình bị mất điện áp hàn ra như thế nhá. Bây giờ vấn đề là bây giờ mình phải tháo ra và mình soi lại cái này cho người ta xem người ta làm chuẩn không, bởi vì nếu mà vẫn còn zin bản thì mình sẽ không phải soi đâu, nhưng đây là do thợ do cái bạn này bạn đã thay rồi, bạn thay ngon lành thì mình không cần gì nữa, nhưng mà hạ bạn thay có vấn đề thì mình phải xử lý luôn, chứ không thì tự mình gây tự bạn ấy gây ban cho mình ấy nha mọi người nhá. Nên giờ mình phải mất thời gian mình tháo ra để mình soi lại cái này đã, cái bo này xem có bị đứt tiếc ở đâu đâu, mà phải tháo cái này nhiều người tháo ra sẽ hay bị đứt mạch lắm, nên cuối cùng lại sửa trả ra được lỗi ấy, các bạn ạ. À mà từ này nắp cái này cũng sai này, cái lỗ này phải nằm trên này để bắt như bên này này, nên do đó bên này chả lắp được các bạn ạ, buồn cười lắm. Nên đôi khi tháo ra chúng ta không biết thì chúng ta cứ đánh dấu cho nó chắc các bạn ạ. Mình đang tháo ra mình cần xem cái bo dao động xem bạn ấy làm ok chưa, ngon lành chưa nhá mọi người nhá, sau đó mình mới đầu động chạm đến cái bàn chính của nó đấy, tụ lỗ này. Tụ lỗ thay bằng tụ gì đây? 475 630V ok này. Nhưng mà phải buộc giữ nó lại như hoặc cấy lại như không thì như này nó lung lay nó gãy sừ ra mọi người ạ. Cái này nó là cái dây của cái ấy thì ui dồi dài kinh, chắc là kéo ra để hàn làm bên ngoài đấy, mình khẳng định là kéo ra làm bên ngoài, nhưng con này thì thôi bỏ luôn. Bởi vì bản chất là cái này là liên quan đến hàn tích để bỏ rồi mà, không cần dùng nữa. Các bạn mà xem video của mình hay nói cho mọi người về cái đường mạch, các bạn hiểu mạch thì các bạn biết là cái dây này là có gì, cái kia có cái gì, nên bây giờ đang bỏ tích thì bỏ nó luôn này ra nhá, không cần này nữa. Ô nhưng mà cái con này có hai biến áp các bạn ạ. Đúng rồi, con này có mỗi hai cái biến áp thôi. Tại sao biết có hai biến áp? Bởi vì nó có 4 dây rồi chứ các bạn, và nó có hai tụ xuất áp thôi mọi người ạ. Về con này là bạn, nhưng mà móc phét kiểu gì đấy, móc phét ra con móc phét là gì đấy nhỉ, con 450 à, ôi rồi nắp không chặt tí nào, cái này có sửa sược về lại lỗ này lại bảo hành, mình lại bảo hành thì mệt lắm đây. IRF 450 nhá, đúng rồi 450 ngày xưa một thời rồi máy hàn chỉ tích thôi nó dùng cái này, nhưng con này thì hàn que hơi yếu thử kệ thôi nhá. Mình đang tháo hết ra để mình sẽ xem cái kia mà IRF 450 nhá, tí nữa mình cho mình mọi người xem thông số, mình chả nhớ đâu, tí nữa mình tra cho mọi người xem thông số của nó. Yếu hơn con 23 là 50 đấy các bạn ạ. Mạch này nó chạy 12 con móc phét là IRFP 450 nhá. IRFP 450 nó zin bản của nó đấy các bạn ạ. Ngày xưa mình nhớ mình có sửa những cái máy hàn chỉ hàn tích thôi, chỉ chế độ mỗi chế độ hàn tích thôi thì nó cũng sử dụng cái loại này này, nên mình cũng còn một ít con này. Con này thì thông số của nó điện áp chịu đựng là 500V nhá. Điện áp kích của nó VGS là cộng trừ 20V và dòng mắc của nó chỉ là 14A thôi. 14A thôi, nó sẽ nhỏ hơn con 23 hoặc 20 nhá. Như vậy là 14, có mỗi một nhánh ấy là 14 mà nhân với 3 thì tương đương với là chỉ là khoảng 42A một nhánh thôi. Nhưng kệ thôi. Do nó sẽ yếu hơn mấy con dòng chạy 23 là 50 hoặc là 20A hoặc 18A hoặc 15A đấy các bạn ạ, mấy con ấy ấy. Và nó chạy hai móc hai đấy thôi, hai biến áp thôi, mình thấy là đã có người thay một cái biến áp rồi. Cái biến áp này đã từng thay rồi, cái biến áp khả năng zin của nó. Mọi người ạ. Và người thợ trước họ thay thì họ cũng ném bỏ mất sửa cái con cảm biến nhiệt bảo vệ khi nóng quá mất rồi. Nha, nó đưa về đây mà không đây còn cắm nữa. Và cái quạt thì mất hết cái bịt gió đây để hút gió và đưa vào đây rồi. Nha, mọi người nhá. Tóm lại là con máy này nó không còn ngon lành nguyên vẹn như ngày xưa nữa rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình cứ sửa cho người ta là đang không có điện áp hàn ra và hàn bình thường. Có đâu kệ nhá, mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ phải tháo. Thấy nhiều lắm. Đây, chân này không thì mình phải tháo hết cái này ra để mình kiểm tra xem chân có bị đứt tiếc gì không, mình sẽ phải hàn lại. Mọi người ạ, phải xử lý lại cái này đã, sau đó mới làm tiếp nhá mọi người nhá. Nó là hàn kiểu gì mà họ cũng kiểm tra cả xăng ở đường city về vân vân này, nhiều lắm.
Tóm lại con máy này khả năng cũng lâu rồi sao ấy các bạn ạ. Cũng thấy có người sửa mấy lần này, không đo dòng gì đây, lằng nhằng lắm mọi người ạ. Cái chân thứ hai này nó bám vào cái mạch này nhá, thì lật ra là nó không còn gì nữa này, thì đôi khi là hàn sẽ rất là khó, nó không bám là có vấn đề đấy. Mình phải câu dây đồng từ trên xuôi xuống dưới này nhá. Còn có một cái dây trắng này này, đó là tháo ra là bị đứt cái đoạn từ điểm này đến điểm này đó, để thay cái dây trắng trắng này. Tóm lại là mình sẽ phải xử lý lại hết nhá mọi người nhá, xử lý lại hết cái chân làm sao cho nó tiếp xúc thật tốt. Rồi cái nữa này, vì là con này nó sẽ hai con biến áp khác nhau thì cũng đo thử xem chỉ số nó giống nhau không. Một con mình nhìn nó to hơn, của một con mình thấy thay con nó bé. Đo quận L nhá, thì từ đây đến đây là một quận này, thì đo được 1,94 mm nhá. Tiếp theo con nữa này thì 1,8 mấy. Như này con này sẽ nhỏ hơn, tôi cứ kệ thôi mọi người ạ. Và con tụ nữa này, con tụ mình thấy con tụ này thay, còn con tụ này sắp gãy chân rồi cũng phải xử lý, nhưng khả năng mình phải thay con tụ đấy. Tụ 475 250V nhá, thì con này thì nó ra đây người ta đã thay rồi, nên là 4,7 đấy, 4,75 ấy, đo được 4,6 mấy thì cũng ok. Nhưng con này là giảm chỉ số rồi này, con này còn có 4,4 mấy thôi, tức là giảm một chút nhá mọi người nhá, thay cho người ta cho ok. Mình làm thay con chịu điện áp cao hơn rồi nhá các bạn ạ, nó sẽ bền hơn. Để ra kiếm được tụ 475 250V xịn thì cũng ok mọi người ạ. Chục con này hình như mua của Nguyễn Văn Đăng. Con tụ này này, chân to, chân của nó chân di của nó bé tí ấy. Nhá, đo thử cho chúng ta tham khảo nhá, khi đã thay tụ nhá, xem chỉ số của nó. Đó chính là cái chân này này, đây mà đúng rồi mà, đó 4,7 nhá. Mình đo đây tức là chân đây và đây dính nhau mà nhá, còn từ đây là đi đến cái chân này đấy, 4,475 đo được 4,7 mấy ok nhá. Còn con này cũng đang cảm giác giảm chỉ số một tí rồi, nhưng mà nó là mua đấy lại khác thôi, cứ kệ thôi. Xong tụ, bây giờ bắt đầu quan tâm đến bo mạch này, cho mọi người tham khảo cái chân VR nhá, nó sẽ như thế này này. Bắt đầu xuất phát từ dương 5V nha. Cái mạch này nó lợi dụng, nó lấy mạch khác, những cái mạch khác là con chan to ở đây để nó hạ áp cơ, nhưng riêng cái mạch này thì nó lợi dụng lấy nguồn dương 5V tại con 7805 này này, là trên ao của nó ra 5V để cấp cho cái con này mới đúng nhá, cấp cho cái vỉ điều khiển ấy, à cái vỉ hiển thị ấy đó. Thì cái dương 5V đấy nó sẽ đi qua con 1K nhá, đi qua con 1K này, nó cũng đi vào cái chân này này để đi lên trên bo này, chả biết là nó để nó làm gì thì mình cũng không rõ nhá. Nó đi qua con 1K này, sau đó nó sẽ tới con VR nhá. Đầu con VR này sẽ đi qua con 2,2 ohm để về mát 2 ohm 2 nhá, đây con 2 ohm 2 này nhá. Đó là cái chân này nó đi tới đây nhá, tương đương với đây là con VR nhá. Con VR chắc là 1K, con VR vặn đằng trước ấy nhá, nó đi đến đây này, chân giữa là chân giữa đây. Ở chân này là đi qua con 2 ohm 2 về mát đó, thì khi chúng ta vặn VR này nó sẽ tiếp tục này, nó sẽ đi qua một con VR tiếp rồi thế nữa cơ. Con VR chỉnh dòng này, chỉnh khống chế này, kiểu như biết từ chỉnh dòng ăn đấy các bạn nhá. Nó đi qua con VR tới, nó sau đó nó sẽ đi qua con điện trở là 3,9K này nhá. Đi qua 3,9K nó sẽ đi tới cái chân này là chân điều chỉnh dòng đấy các bạn ạ. Thì mình có nhìn con mạch này nó chỉ có thế thôi, đây này. Nguồn 5V này đi qua 1K tới chân VR này. Chân còn lại của VR đi qua con 2 ohm 2 về mát này nhá. Tại chân giữa là chân đi ra này, đi qua con điện trở con VR chỉnh mà mình vừa vẽ đây này nhá.
Sau đó đi sang đây, đi tiếp tục qua con điện trở 3K9. Đó. Quan 3K9 là đi vào chân này nhá. Tóm lại là chúng ta vặn mắc lên thì điện áp ở đây là cao nhất, tức là tương đương dòng hàn cao nhất. Chúng ta vặn mini thì điện áp ở đây thấp nhất. À, giả sử chúng ta muốn khống chế là chúng ta vặn mắc lên và chúng ta vặn VR này, điện áp ở đây nó tụt thấp hơn một chút ấy, thì không khác gì chúng ta chỉnh dòng ăn của VR của bếp từ thấp hơn đấy. Cái này thì mình không rõ là bao nhiêu đâu, nhưng mình khẳng định là khách thợ trước họ đã vặn anh linh tinh rồi, nên tí nữa mình phải test thử hàn độ lỏ như nào để mình căn chỉnh cho nó chuẩn các bạn nhé. Đó, mạch nó như thế thôi. Và nó đứt điểm này thì họ câu bên kia ok, đứt điểm này đang mình đang cố gắng câu hết này, câu hết lại này để sẽ lắp lại thôi. Để lỡ mà không có sự cố gì các bạn nhá. Đây là những cái chân đứt ấy, là mình sẽ hàn cái dây đồng mình đưa lên ấy để hàn kiểu gì nó cũng bám nhá. Và hàn loại này tốt nhất là hàn mòn sung. Nó sẽ dí ngầu ngấm dưới luôn. Nó chuẩn hơn nhiều. Cái thiết của họ rất là cứng, tháo ra khó cực kỳ luôn ấy. Cái thiết của thợ trước ấy. Thiết cứ 60 40 là dùng đã tốt lắm rồi. Của họ là thiết có chỉ nhiều nên nó khó tháo mọi người ạ. Vừa nãy mình tháo mãi mới tháo được. Còn cái thiết này của mình nha, mình hàn như này sau mình tháo nó dễ lắm. Nếu mà công đoạn con này mà đến tay mình luôn thì mình không bỏ, mình sẽ bỏ qua cái công đoạn này đấy các bạn ạ. Nhá. Con này có chân này là không sử dụng nên mình cũng không cần hàn, nhưng cái chân này cần sử dụng nên mình đã có một cái dây giống hệt được cái dây đồng ở cái kia rồi. Đấy, hàn lại cho nó bám chắc rồi. Tiếp theo con này không sử dụng bỏ. Mình có nhìn bên kia mình biết mà. Đây, chân này cũng cần sử dụng này, có cái dây đồng từ bên kia đưa sang này. Nó lại dính vào nhau như này. Ok nhá. Nhìn quả phía dưới bên áp, con nào cũng động rồi, quá hầm hố lằng nhằng luôn các bạn ạ. Tóm lại là cái máy hàn này là họ đã động đến chạm đến chỗ rất nhiều chỗ rồi. Chả biết là tới tay mình nó có chạy lại ổn định được như cũ không. Keo tản nhiệt nhá. Mình sẽ lắp nó lại thôi. Như vậy là con này là ở cái máy hàn khác. Đang là thợ họ đã lắp sai nhá các bạn nhá, không lắp được, mình thử rồi. Không lắp được luôn. Nó chỉ là trên ốc trên dọc trên này thôi. Chứ con này là ốc ở trên này và ở phía ngang này nữa. Từ một cái máy hàn khác lắp vào. Chả biết thợ ở đâu. Hay là chính cái bạn này. Các bạn ạ. Thì mình đã lắp hoàn thiện này, chúng ta để ý đây là con 7805 nhá. Mọi người nhá. Và cái nguyên nhân vừa nãy mình đo không có điện áp hàn ra và không chạy ấy, đó là do bị lỗi như này. Bị lỗi chập như này này. Bị lỗi chập như này thì không khác gì là luôn ở chế độ tích nhá. Bởi vì khi chúng ta bóp cò tích ấy thì bắt đầu con tràn nó mở ra, nó sẽ tách cái này ra mà. Nên lỗi chập như này thì phần công suất không bao giờ hoạt động. Bởi nó dập cái chân 8 của con 3525 về mát mà. Nên rút bỏ này đi luôn. Chứ như này nhá. Cái chân này là chân cắm cảm biến dương đen nhiệt ấy, nhưng mà đã bị mất rồi, không còn nữa nhá. Và khi mình rút ra thì công suất nó ăn lên cao ngay. Tức là nó đã có dòng phần công suất nó đã chạy. Đây chúng ta sẽ nhìn cái dòng ăn này nhá. Vừa nãy là nó chỉ có khoảng hai mấy watt của cái quạt thôi. Còn bây giờ chúng ta nhìn này. Mình vẫn đang cắm qua bóng đèn thôi. Nên áp DC nó hơi thấp nhá. Nó đã sáng đỏ đỏ này. Chúng ta thấy nó lên tận 6 mấy watt rồi. Là nó đã chạy rồi nhá. Đây này các bạn này. Nó sẽ có điện áp hàn ra rồi đấy. Đó. Nó đã có điện áp hàn ra rồi nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ xem này, con này còn đang chết cái này nữa này. Mình nên mát tại con 7805 nhá. Mọi người nhìn là cái con VR này nó luôn, cái này nó hiển thị ở 16, không hiển thị được cái gì nữa cả. Nó bị hỏng rồi nhá. Và chúng ta sẽ nhìn này. Là cái chân au của con 7805 nhá. Mình đang đo tại chân au này. Cái này mọi người không nhìn được cái đồng hồ nhỉ. Kiểu gì cho mọi người vừa nhìn được nó chứ này. Đấy nhá, cứ thế nhá, mình đo tại chân au này. Là chân số 3. Nó ra được 4,55V các bạn ạ. Thì chân in nó là bao nhiêu? Chân in là 11, 12V lại ra lại thấp như thế các bạn ạ. Nhưng mình thấy là cái chân này lại tại sao nó lại không phải là ra. Mình vừa nói cho mọi người ra lấy 5V ở đây nhưng không phải 5V là 6V các bạn ạ. À, nó như vậy là từ 12V nhá. Sai nhá mọi người nhá. Mình đo mình biết nhá.
Ở đây không phải là dương 5V, ở đây là 12V. 12V nhá, mình đính chính đây 12V tới chân VR, đi qua 1K tới chân VR. Này, đi sang chân VR là ra cái chân dây đỏ này, cái chân đỏ này này. Là khoảng 6V này. Ở chân giữa mình đang vặn về không nên chân giữa nó sẽ là đang điện áp rất là thấp, và mình vặn lên này thì nó tăng lên ok nhá, tăng lên tận 6V luôn. Mọi người ạ. Nhưng mà cái này nó không hiển thị gì cả. Nó vẫn chỉ có 16 thôi, nhưng nó chết rồi. Nhưng bây giờ cứ ra hàn thử nhá. Nó đã có như này, ra hàn thử xem thế nào rồi tính tiếp. Xem có sửa thêm được cái gì nữa cho bạn ấy không nhá. Chờ mình ra mình hàn test thử, mình dùng cái điện thoại mình quay qua cái. Không có dòng hàn là ra, mà nghe tiếng zip rất to, như là size dao động ấy các bạn ạ. Như vậy là cái ban của nó là ban như thế này đấy các bạn ạ. Còn đâu chẳng qua khi đến mình ấy thì mình có làm lại cái này cho nó chuẩn này, rồi là không có điện áp hàn ra là do cái chân này đang bị dính vào nhau thôi. Còn bây giờ là phải phá ban để xem nó bị lỗi gì nhá. Cái bo này thì chắc chắn là dành cho máy chạy móc phét rồi. Con điện trở 6K2 này mình nhìn vẫn ok nhá, của phần dao động ấy. Tụ điện điện trở liên quan đến tần số hoạt động nhá. Thì mình có răng rút bỏ cái hiển thị dòng chỉnh này, bởi vì mình thấy là đang ăn nó tụt điện áp ấy, là do con 7805 nó bị tải nặng ấy. Thì mình hút rút bỏ nó ra nhá, thì 5V ok nhá, nhưng chả ảnh hưởng gì đâu. Đây này, mình đo 5V ở đây này. Đấy, 4,98 là 5V đẹp nhá mọi người nhá. Còn đâu cái vị trí lúc mình bảo là 5V nhưng không phải là 5V đâu, đó chính là cái đường là 12V ấy. Đây chính là con 7812 này, hạ từ 24V xuống 12V này các bạn ạ. Cái 12V này sẽ nuôi con xe 3140 này, và tóm lại nuôi bò dao động này nhá. Và bây giờ là mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo là mạch đang chạy rồi, do đó mà mình đang đo chạy chân D của mấy con Z249 Z24 ấy, thì là nó là lửa của 25V nhá. Đây là nguồn cấp cho cái bọn cầu hát này, nó chính là đây này, 25V này. Đó. Và mình sẽ đo tần số cho chúng ta tham khảo này. Nha, nó rơi vào trên dưới khoảng 100 kHz gì đấy các bạn ạ. Chạy móc phét thì mình đo thử này. Đó, 102 kHz nhá. Nó ok nhá. Và bây giờ ấy, là khi hàn mà bị rít như thế, mình sẽ đánh vào con tụ xuất áp này. Ở đây có hai con nhưng hình như chỉ có một con tụ xuất áp thôi. Hình như thế các bạn ạ. Tóm lại là cái tín hiệu xung từ con 3255 này khuếch đại qua con 4 con BGT là 8050 8550 ấy. Sau đó lại khuếch đại đệm qua bọn này ok rồi, nó sẽ tạo dòng chảy ngược xuôi trên cái biến áp chia xung này này. Thì để nó ra được ấy, thì nó sẽ được có một con điện trở song song với một con tụ là tụ xuất áp. Thì con tụ đấy mà nó bị hỏng ấy thì dẫn tới là nó cũng sẽ bị rít như này nhé mọi người nhé. Bởi vì tại sao nó sẽ không đấy, con này chưa thấy người ta động, mình chưa biết là con tụ nào để mình xem nữa. Chẳng lẽ con này lại tận hai con à, nắp nó rồi rồi. Thôi cứ tháo ra đi. Hai con tụ này thì người ta không hiểu về máy hàn, người ta chưa động. Còn biến áp động lực này chắc là thay rồi, đủ cắt thể loại rồi các bạn ạ. Nên không ra van nó đầu mới đem mình đấy các bạn nhé. Nên chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, đôi khi ban bệnh rất là dễ, nhưng mà khi chúng ta không có kiến thức là chúng ta sẽ làm rất nhiều chỗ nhưng cũng không ra được bệnh nhá mọi người nhá. Nên các bạn xem được những cái video chia sẻ này của mình ấy, thì đôi khi sẽ giúp ích được các bạn rất là nhiều. Các bạn sẽ làm nhanh hơn mình nhá. Đó, con tụ này, con tụ 105 này nhá, để xem con tụ kia nữa. Con tụ đấy với con tụ xuất áp ấy. Còn con tụ này là con tụ gì ấy. Để mình xem con này là con gì, tháo luôn ra xem thử. Nó con tụ 105 mà các bạn nhé, để xuất áp đấy. Con này là con gì thì mình cũng chưa rõ, để mình xem nào. Cũng 105, hai con 105 liền. Để xem nó có giảm trị số nhá. Khi nó giảm trị số thì dòng chảy biến thiên qua cái quận làm việc chính của cái biến áp chia xung sẽ rất là nhỏ, bởi vì là nó không phóng nạp được năng lượng nhiều mà, thì dẫn tới là nó sẽ xảy ra hiện tượng là bị hàn nó không có dòng ăn và nó rít như thế các bạn ạ. Con này thì ok này. 105 thì đang đo được là 0,89, tức là 0,9 nhá. Tức là 1 mi đang đo được 0,9 nhá. Con này chết, con này là bắt được ban luôn này, nếu con này chết đấy. Rồi vẫn đích chết.
vẫn 0,9, như vậy nó đã chết các bạn ạ. Để mình kiểm tra tiếp, đang nghi ngờ nó nhưng cuối cùng không phải nhá. Cái ban thợ này hàn rất ngấu rờ săn, nhưng ngấu quá thì khả năng là gây ban nhé. Chúng ta sẽ hiểu rằng ấy là đến áp rơi trên con rờ săn này này, nó sẽ đi qua cái cáp này để lên đưa lên bò dao động nhé. Thì nó sẽ có một cái đường mạch điện từ điểm này đi sang điểm này, đường mạch điện từ điểm này sang này, để ra cái rắc để cắm cái này vào này, cái chân này vào này. Thì đây nó bong lên này, đó nó bong lên và nó đứt cái đường này rồi. Thì dẫn tới là chúng ta cứ kiểu hiểu nôm na là nó không nhận diện được con R săn, nó cái đường R săn nó không nhận diện được và nó nén sung, kiểu như nó nén ở mức cao nhất chẳng hạn ấy. Nó phát hiện ra là kiểu như là ăn đang bị chập tài, đang rất là cao nên nó nén sung nhỏ nhất, nó thành như vậy. Tóm lại là bắt lời, bắt đầu mình dùng well gun nhá, hàn thật kỹ và câu nó lại để xem nó có ăn được con này không. Đấy, đôi khi sửa chữa mà đồ của những cái người thợ, người ta đã làm động chạm rất nhiều chỗ rồi, thì dẫn tới mình phải đi tìm cái lỗi của người ta gây ra, nó rất là lằng nhằng và vất vả luôn. Còn người dân đang dùng mà đem tới thì mình làm nhanh lắm mọi người ạ. Với cái kiến thức sửa chữa của mình ấy, thì mình mò mẫm nó nhanh cực kỳ luôn. Chứ không như người đây này, đang chỗ này đang nhìn đang lét lét này, cạo cho mọi người nhìn cái vị trí đang bị đứt ra nhá. Nó bóng lắm, nó có sơn phủ ẩm nên không nhìn được đâu. Đây, cạo ra cho chúng ta nhìn này. Rồi, chờ mình cạo hẳn ra. Đất từ đây đến đây này, mình hàn ngấu lại và ra hàn ngon lành luôn rồi nhá. Tóm lại nó đứt đây, rờ săn điện áp rơi trên rờ săn không đưa được tí nào về cho bo dao động, nên bo dao động là đang hiểu lầm ấy là dòng ăn quá là cao chẳng hạn, chúng ta sẽ hiểu là như thế trên cái rác dây này. Nên cái này nó còn có mỗi 2 dây thôi, nhưng mà mình thấy là dây chuẩn, bởi vì là cái màu sơn nó đúng của nó. Mình còn phải tháo một con của mình ra để mình xem này, có loại nó dùng 3 dây nhá, nó có 3 dây, nó có con điện trở 10k này tạo nữa, nhưng mà con này nó chỉ 2 dây thôi. Ok, đây cho mọi người xem kết quả, mình vừa ra mình hàn xong đang nhòe hết cả mắt. Và phải cắt chỉnh lại cái dòng ăn của nó một chút nữa, dòng đang quá khỏe bởi vì họ vặn linh tinh rồi. Kiểu gì cũng động nên đã chạm linh tinh đủ các thể loại rồi mà. Đây nha, nó đây nhá. Đấy, chính là cái dây đấy nhá. Ôi, quá lỏ luôn. Bởi vì họ vặn VR lằng nhằng rồi mà, áp về cao, dòng ăn mạnh. Mày đang giảm dòng ấy. Tăng hết cỡ này. Mình đang lấy ngưỡng ok để mình đặt. Chỉnh cái này để mình biết là ngưỡng nào để tí mình chỉnh áp vào tầm đấy. Đấy, mình sẽ để mắc dòng ăn như này nhá. Tầm này đi. Nó trái ngược hoàn toàn với cái đoạn trước này nhá. Mà sau khi mình xử lý tụ này rồi bo dao động hàn lại ấy, thì chúng ta sẽ xem ấy là nó hàn, nó chỉ có quẹt quẹt và nó nghe tiếng rít rất cao. Nó rít theo kiểu như là bóp sung ấy. Bóp sung nhỏ nhất. Đó. Đấy, bàn bệnh của nó đấy các bạn ạ. Đứt do hàn ngấu quá, đứt sừ R săn nên xảy ra lỗi. Thì tại sao mình không hề kiểm tra trên cái đường CT? Bởi vì đường CT, nếu mà nó lỗi đường CT ấy, thì là nó kích con MCR100 trên bo này thì nó sẽ báo OC luôn, chứ nó không bị như thế. Đây là hiện tượng là đang sung ra, đang nhỏ nhất, thì có thể năng do con tụ này nhá các bạn nhá. Có khả năng là 2 con tụ này nó mất chỉ số, nó cũng bị nhá. Nhưng mà mình đã kiểm tra nó không sao, nên do đó mình đánh vào R săn và tìm ra được lỗi.
Và đây là cái đoạn mà mình đang chỉnh, vừa nãy mình chỉnh ở vị trí này này. Là mình chỉ cho cái máy hàn này vặn mắc như này, chỉ ở vị trí này thôi. Nên bây giờ mình sẽ hướng chia sẻ cho mọi người cách mình chỉnh nó như nào nhá. Đây bây giờ bắt đầu này. Con này nó chỉ có hai biến áp thôi nên dòng ăn thấp một chút. Các bạn ạ. Mình sẽ để tầm như này thôi này. Vừa nãy mình chỉnh như này đấy. Thì mình sẽ đo cái vị trí này này. Vị trí này đi lên bo dao động nhá. Đó, mình sẽ đo vị trí đấy như mình vừa phân tích cho mọi người rồi đấy. Thì hiện tại nó đang là 2,7V kìa các bạn kìa. Nếu mà vặn mắc lên như này thì nó ăn nòng cao cá tận 3,7 cơ. Nên bây giờ mình để ở mức mắc mắc như này. Sau đó mình vặn con VR để cho nó về khoảng 2,7V thôi nhá. Vặn con VR tinh chỉnh ấy các bạn ạ. Đây là mục đích là tăng cái độ bền cho người ta thôi, chứ không thì dòng ăn cao quá này nó lổ ngay. Giờ mình sẽ vặn tập về tầm 2,7 nhá. Chắc về 3V thôi cũng được. Bởi vì vừa nãy mình ở Hàn có que 2,5 mà. Que 2,5 nó nọc lắm. Con này còn có khi chả biết con này Hàn là que 3 không, 3,2, 3 ly không. Bởi bản thân là cái con này cái bộ công suất của nó ăn dòng yếu nhá. Và lại chỉ có hai biến áp thôi. Chứ không phải là 3. Đó, mình để tầm này đi nhá. Thì như vậy vặn mắc thì nó không khác gì vừa nãy là tầm như này. Đây là cách khống chế nhá, để tăng cái độ bền cho người ta, bởi vì cái con này người ta đã làm quá lằng nhằng rồi mọi người nhá. Như vậy là ban cuối cùng con này ấy, thì không biết đầu tiên là gì, nhưng mà anh thợ anh đã làm và đã gây ra một cái ban, đó là động chạm miễn R Sun đứt đường lên về cái điện áp trên con R Sun này, nó đưa về con xe 3140 xử lý này, và nó sẽ thông qua phân áp nó đưa vào, nó tác động vào cho con 355 để lén xung lại khi bị chập que đấy. Mục đích của nó khi chập que thì nó áp rơi trên nó lớn nhất, nó lén xung nhỏ nhất. Lén xung nhỏ nhất thì để chống chết công suất nhá. Thì bây giờ hiện tại là đang đứt như thế thì không khác gì là đang là lúc nào nó nghĩ là đang bị chập que. Nên do đó là lén xung thấp nhất. Và lén xung thấp thì là chúng ta sẽ hiểu nôm na là cái máy hàn này đây là bộ nguồn xung. Thì khi nó lén xung nhất thấp nhất ấy, thì điện áp nó ra vẫn như thế thôi, nhưng mà dòng ra rất thấp, dòng ra cực nhỏ, chỉ có quẹt 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 đấy và nghe tiếng rít đấy thôi nhá mọi người nhá. Thôi đã ok, video cũng kết thúc. Đây là cái trải nghiệm sửa chữa. Và chúng ta sẽ thấy là sửa chữa chúng ta phải am hiểu về mạch điện. Và cái kênh này mình chia sẻ rất nhiều. Khi mà tất nhiên ấy, đôi khi là mình hiểu sai thì mình cũng chia sẻ sai, nên các bạn thông cảm nhá. Video kết thúc, chào các bạn.